Nope. Wow, DVD. Oh my god, DVD. Oh my god. Là một chú chúc. Hello, chào các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng chiếc máy xúc này đi tìm các con vật ở trong khu vườn này các bạn ơi. Oh my god, đây là một cái gì đây? Chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ cùng mở cái này ra xem bên trong này có gì nhớ các bạn ơi. Weedy. Tê mơn. Nope. Wow, là ba chú vịt các bạn ơi. Oh my god. Ba chú vịt con các bạn ơi. Weedy. Wow, đây là này các bạn ơi. Trọng lượng đây. Nó sẽ cùng mở nha. Weedy. Oh my god, là ba chú vịt các bạn ơi. Quy đi. Tê mơn. Duck and chicken. Quy đi. Oh my god. Quy đi. Nope. Chiếc xe bị đổ rồi các bạn ơi. Không sao cả, chúng ta sẽ cùng lên xe tiếp nào. Lên xe rồi. Quy đi. Tiếp tục đi thôi. Ôi, các bạn ơi, thấy máy xúc của mình khỏe chưa? Nó có thể leo hết tất cả. Như ở trong thùng này có gì này? Quy đi. Oh my god, là một chú chó. Ok các bạn ơi, đây là như bạn này tên là bạn Cường bạn ơi. Đây có gì đây? Thiên hai quả trứng các bạn ơi. Thiên hai quả trứng. Xem bên trong quả trứng này có gì nhá. Là cái gì đấy? Tê mơn. Wow, đây một chú heo màu đen các bạn nhá. Yeah. Nope. Trứng nhưng mà trong kia lại có một khói ra kìa các bạn ơi. Oh my god, trong này có gì đây? Quy đi, mình sẽ mở quả trứng này ra nhá. Wow, đây là một chú gà màu đen các bạn ơi. Yeah. Wow, mình sẽ xem trong ống này có gì đây. Wow. Oh my god. Quy đi. Wow, các bạn ơi, có gì đây? Oh my god, trong ống này có trứng này các bạn ơi. Oh my god. Wow. Oh my god. Fish. Rất nhiều cá nha các bạn ơi. Rất nhiều cá nha.